Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh reaction đấy bạn ơi. Ok, thì hôm nay đó bạn, mình sẽ làm một video reaction về một cái bài rap có tên là Đại chiến rap giữa Hero Team và các streamer của Free Fire nha các bạn nha. Thì cái bài rap này mình nghe nói là có cả mèo Simmy và cô Ngân sẽ solo rồi rap với nhau luôn. Ôi, battle luôn bạn ơi, xịn thật sự. Ok, thì trước khi vào video này các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè và nhớ nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình nha. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của tất cả thành viên của Hero Team đăng ký họ cho mọi người đó nha anh em. Ok, thì hôm nay mình sẽ reaction các bạn ạ. Tại vì là bài rap này cũng ra khá là lâu rồi mà hôm nay mình mới reaction được do là mình bận một số công việc cho nên bạn thông cảm cho mình nha. Okay. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau reaction tới đâu. Let's go. Rồi ok, thì đầu tiên vô thì mấy bạn có thể thấy rằng là trước mặt chúng ta là đang có Phong Cận nè. Ui đẹp trai vãi rồi. Anh ơi, ăn cái gì mà anh đẹp trai quá vậy? Thôi trời, thôi mình tự khen bản thân mình nhiều quá ta. Ok, có Mr. Dịch nè, Siro nè, Tigamin nè, bên đây thì có bác gấu nè, anh Rikaki và anh Gao Bạc mọi người ạ. À. Ok, toàn là những streamer bên Free Fire không à. Đấy, để xem coi Hero Team với lại những streamer bên Free Fire sẽ gọi là ai rap căng hơn, ghê hơn nha các bạn nha. Ok, vô. Yeah, ở đây thằng nào là căng nhất? Thử ra đây rõ ràng đứng trước mắt tao. Yeah. Đấy, bạn nghe chưa? Ở đây thằng nào là căng nhất? Thử ra đây đứng trước mắt tao, mà trong đây chỉ có mỗi mình Phong thôi, có nghĩa là Phong là căng nhất rồi bạn ơi. Trời ơi, Phong là căng nhất. Đứng trước mắt tao. Yeah, trình độ thế nào tao cần tất. Ngoài cô gần ra thì đứa nào dám gắt gao. Yeah. Ông này nhìn căng đấy, solo có nhận không? Hỏi thêm câu này không biết có giận không? Nhìn Phong như chơi thẳng không biết có thật không? Nhưng nghe đến Phong Cận đã thấy có phận cao. Ủa gì mà nghe đến Phong Cận là thấy có phận công là sao? Trời, tính ra tôi là man nha ba, tôi có người yêu rồi nha, cái gì mà Phong Cận là thấy có phận công là sao? Xúc phạm, vậy là không được, lời rap xúc phạm trừ một điểm. Không biết có giận không, nhìn Phong như chơi thẳng không biết có thật không, nhưng nghe đến Phong Cận đã thấy có phận công. Lại chơi văn cuồng như mấy thằng anti ngông, giờ cô ngân khóc ròng vì khi Gao Bạc hát Gao Hồng. Khi reaction thì Gao khen Phong đẹp trai, thì nghĩ thử xem liệu thằng công chính là ai. Đấy, bạn nghe căng thẳng chưa bạn? Bạn nghe căng chưa? Nếu như những bạn nào mà có coi một cái video của anh Gao Bạc reaction về cái bài rap Hero Đại Chiến Free Fire bạn, thì bạn sẽ biết có một cái đoạn là anh Gao Bạc kiểu ôi Phong đẹp trai quá, Phong đẹp trai quá. Thế là mình mới quyết định mình đưa luôn cái đó, cái tình tiết đó, cái chi tiết đó vào trong gọi là cái lời rap của mình luôn, để xem coi thằng nào mới đúng là phận công, thằng nào mới là công. Trời ơi trời, mình tự khen mình đẹp trai chứ mình đâu có khen người khác đẹp trai đâu đúng không? Đấy, cho nên là Gao Bạc khen mình đẹp trai là Gao Bạc là công chứ phải mình công đâu. Trời ơi trời, anh Gao Bạc mới trai rồi. Thì nghĩ thử xem liệu thằng công chính là ai? Là ai? Bơ hay streamer cứ ghé tới để xem Phong Cận đây lập nên đế chế mới. Rikaki đến đây cũng phải sợ tay gới. Phong Cận đỉnh cao thế sao Kaki mới tới? Kìa. Hay quá, Phong rap hay quá mấy bạn ơi. Một điểm cộng cho Phong. Phong đã không quên điện lên thầy Phong. Mình tự khen bản thân mình khen nhiều quá ta. Đậu Phong có khi nào fan mình trở thành anti fan bởi vì mình khen mình quá nhiều không ta? Thôi mình đùa quá nha các bạn. Thân mình hiện luôn, thân là game thủ sáng các hiệu luyện viên, cẩn thân cả ba đi là phải đem hiền viện luôn. Nhờ giết về kiến thức cần gì bị thi ai nhờ. Zero ca ghê của làng Free Fire. Zero à, không chào anh sao cứ ngước mắt, em muốn tươi cười hay là vẽ bức tranh từ nước mắt? Ôi căng vậy. Ông nếu tên tôi chi phí ra ý à, ông tưởng tôi sợ không đi ra thi à, thế thì ông còn non lắm rí cơ ký nhạc. Nếu như không tự tin thì ông lên đây cậu cá thay ông lên đi, hay thầy ông chưa thì đã sợ tôi bắn nên mới đi ông lên thay. Cô ngừng phải kinh hãi khi nhìn hãi hô bất tài, vì đâu dùng tay bắt hổ khi cho cô ngừng cũng quá. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Sao nói não vậy? Cái gì ông rôn rap cái gì mà mình nghe mình nói não bạn ơi? Cái gì mà nghe không được cái gì luôn bạn, để nghe lại coi. Mình nghe xong mình không nghe được gì nhạc. Nếu như không tự tin thì ông lên đây cậu cá thay ông lên đi, hay thầy ông chưa thì đã sợ tôi bắn nên mới đi ông lên thay. Cô ngừng phải kinh hãi khi nhìn hãi hô bất tài, vì đâu dùng tay bắt hổ khi cho cô ngừng cũng quá phải ô thất bại. Đừng có kè. Ôi trời ơi, chết rồi, nói não quá. Trời ơi bạn ơi, cái đoạn rap công rô mình nghĩ rằng là khi mình nghe là mình phải bật gọi là việc sub lên để mình ngồi nghe á bạn ơi. Trời ơi trời. Ok, nghe thử coi. Ông tưởng tôi sợ không đi ra thi à, thế thì ông còn non lắm rí cơ ký nhạc. Nếu như không tự tin thì ông lên đây cậu cá thay ông lên đi, hay thầy ông chưa thì đã sợ tôi bắn nên mới đi ông lên thay. Cô ngừng phải. Cái gì vậy? Mình đọc việc sub mà đọc cũng không kịp luôn bạn ơi. Từ để mình đọc lại. Thế thì ông còn non lắm gì, non lắm Rikaki à. Nếu ông không tự tin thì ông lên đây gọi cả thầy ông lên đi, hay thầy ông chưa thi đã sợ ông bắn mới thì ông lên thay. Cái gì mà tùm lum vậy? Ôi mệt quá. Thôi. Không nghe đoạn rô nữa. Nghe đoạn của cô Ngân nghe cho giải trí hơn xíu. Nghe đoạn cô Ngân với Simmy đi, nghe cho nó căng thẳng bạn ơi, chứ nghe đoạn của rô rối bị rối não bạn ạ. Thất bại. Đừng có ca thì ông phải biết lo đi. Sống cho cuộc đời này phải biết cho đi, nhưng cho đi khổ nghiệp thì nghiệp quật nặng đấy. Lúc đấy thì Siro
Mình không hiểu sao nhưng mà mỗi lần mà cứ hễ mình nghe cô Ngân rap cái là mình lại bị nhớ đến cái câu gọi là hello, chào mừng các streamer đã đến với trải nghiệm bị con gái đi. Mình cứ hễ mình nghe cô Ngân rap là mình lại nghĩ đến cái câu đó bạn ạ. Đừng có gà thì ông phải biết lo đi. Sống chút hay quá. Phải biết cho đi. Nhưng cho đi khổ nghiệp thì nghiệp quật nặng đấy. Lúc đấy thì siro nó đổi thành I'm sorry. À, nè Simi, thấy chị em mà sao không thả tim đi. Cùng tỉ thí công bằng như là phim đi. Ai, đừng dám nhận lời chị đôi im đi. Dạ. Để tôi tiếp cô Ngân hộ chị em sơi ra. Em mới nằm đối với hẹn em ba và những cái anti luận bên chê ra ngày mai mình tốt lên ôn nhau. Ôi em ghê nha. Bởi vì ta luôn nỗ lực vươn tới đỉnh cao. Khi ăn trâu rồi tốc độ ngày càng ảo kinh. Khả năng cực chiến thì chả dám bảo khinh. Xung hơi mà bảo sinh phải ngăn hà thảo linh. Ơ, tính ra là mình nghe thì mình để ý rằng là cô Ngân với Simi rap trong cái bài này nghe ổn mà bạn. Nghe kiểu đâu có bị ợp beat, đâu có bị gọi là giống như hai bài trước là nghe nó hơi kiểu kỳ kỳ xíu đâu. Nhưng mà bài này mình nghe ổn mà. Có mấy ông nào mà anti fan người ta mới kêu tao rap dở thôi. Mấy ông kêu tao rap dở thì mấy ông rap đi. Mấy ông giỏi mấy ông rap đi. Mấy ông kêu Garena tài trợ để mấy ông rap đi. Trời ơi. Cái gì chê bài người ta khó chịu thật sự. Thôi vô nghe tiếp đây. Thì ông phải biết lo đi, sống cho cuộc đời này phải nghe ổn mà đi. Nhưng cho đi khổ nghiệp thì nghiệp quật nặng đấy. Lúc đấy thì siro nó đổi thành sorry. À, nghe được nè, Simi, thấy chị em mà sao không thả tim đi. Cùng tỉ thí công bằng như là phim đi. Nếu không dám nhận lời thì thôi em im đi. Để tôi tiếp cô Ngân hộ chị em xe ra. Người chị hẹn em mới nằm đối với hẹn em bê ba. Những cái anti lộ ở bên chê ta. Thôi tìm ghê nha. Bởi vì ta luôn nỗ lực vươn tới đỉnh cao. Khi ăn trâu rồi tốc độ ngày càng ảo kinh. Khả năng cực chiến thì chả dám bảo khinh. Xung hơi mà bảo sinh phải ngang hà thảo linh. Cảm ơn chị mèo Simi. Chị cũng xinh đẹp mà không cần nghèo Simi. Em thì luôn là vua về nhìn. Nên solo chắc thua cả kèo Timi. À bây giờ lại kiểu khiêm tốn mà. Ê em bây giờ sao nhìn mặt Timi nhìn căng thẳng thế. Nhìn mặt Timi người ta rap người ta phải vui cười lên chứ. Tí chứ mặt Timi nhìn căng thẳng mấy nồi bạn ơi. Trời trời. Tính ra là các bạn Hà Hảo Linh nè, bạn nó rap, bạn nhìn bạn nhìn cái khuôn mặt của bạn đó nè. Lúc nào cũng tươi cười hiểu không? Timi rap cái mặt Timi kiểu dữ vậy. Chắc thua cả kèo Timi. Thấy không? Người ta rap cái mặt người ta phải vui cười lên rap. Còn lúc mà căng thì căng kiểu căng thế này nè. Đó, cùng lắm căng thế này thôi không? Timi kiểu mày coi chừng mày chết với tao nha mày. Trời sao? Giờ sao? Mày dám giáp với tao hả? Cái mặt Timi kiểu căng vậy nè. Căng vậy rồi Timi. Nghe mình nhìn mặt Timmy mình cứ tưởng tượng như bả sắp gọi là quýnh người ta, quýnh người ta luôn á trời. Mình thấy không giống rap mà sắp như là bả sắp quýnh người ta luôn. Chị thêm thốn mà ấy. Nhưng nếu chị thắng thì không phải hoàn toàn may, vì chị đã giương súng thì chị hết sức ở toàn tay. Các chị em cứ đòi mà đặng giới, giờ này toàn không tay. Đủ đợi để lập nên mà đặng mới. Nếu cứ đi thẳng tay thì kiểu như chẳng cây, nếu không nhiễm cái cây ron để cho mình đặng giới. Ôi giời khẩu khí càng nói lại càng ngông, sao súng là trận sao thằng nào là đàn ông. Quăng một quả lụ có thằng bị tích làng mây, sao vào Việt Nam mà ta lại giết toàn tay. À, tính ra là cái đoạn này á các bạn, mình để ý rằng là tại sao hai ông không đứng ra ngoài rap đi, hai ông đứng ở chỗ này làm gì cho có cái hàng rào nó che lại, giống như kiểu hai ông muốn quýnh nhau nhưng mà gọi là vẫn không muốn quýnh nhau, kiểu để cho cái hàng rào nó chắn lại, không thôi lỡ đâu nó quýnh mình sao kiểu. Ấy nồi nè, ở ngoài đây sống đứng tiện chui đây đứng làm gì chắn giữa hai bên vậy. Trời cây nó không nhiễm cái cây ron để cho mình đặng giới. Ôi giời khẩu khí càng nói là càng ngông, sao súng là trận sao thằng nào là đàn ông. Qua một quả có thằng bị tích làng mây, sao vào Việt Nam mà ta lại giết toàn tay. Cái ron thay ca mui cho chúng nó lên tủ đấy. Ngầu quá ca mui ơi. Ui ca mui trong bài rap này nhìn ca mui ngầu vãi nồi. Thời các bạn ạ, ca mui nhìn ngầu vãi nồi. Với game thủ ấy, hàng ngày mày xua đến cơ ăn quên ngủ ấy. Thằng team hero phải chờ buổi đêm ngủ ấy. Trong game on top là đi gaming u. Ui sao mà cho cái con nhân vật 3D vô đẹp thế. Ui xịn dữ. Ui nhìn đoạn này ngầu dễ sợ bạn ơi. Anh quên ngủ ấy, thằng team hero phải chờ buổi đêm ngủ ấy. Trong game on top là đi gaming u. Đi gaming lên YouTube là lên trending u. Mỗi lần so tài đều happy ending u. Dù là đấu game hay là đội streaming u. Dù toàn là người mới mà là chê pro. Vâng, và bây giờ sẽ là đoạn rap giữa Phong Cận, Sammy và cô Ngân và Gao Bạc. Kỹ nó như kiểu là bạn demo. Trên nội như thế buộc lại quê cô. Thì đâu sẽ thấy Phong Hero 2 Hero. Nếu như buộc phải bye bye, phải chọn một trong hai cô Ngân và Free Fire. Đâu là mày ghép tốt, tao cứ chọn cả hai. Tháng nào ép tao chọn, dù đó có là ai thì cũng bị headshot. Các ông có gì Hero cũng có thôi. Thì chứ gì Hero cũng có đôi. Sammy và Phong Cận đứng ở đây đó thôi. Các mập sát thủ đây, phải nuốt xem có trôi. Đèn tao đầy bằng chứng minh mày có gan đi. Khi tao còn ở đây, đứa nào dám động tới Sammy. Nếu mày không ngoan đi, honey bị an nguy. Mày chẳng hề oan chi, xứng đáng tới mã nang truy. Đấy, mày thấy không? Cái đoạn của mình nghe cũng rối não, không thua gì đâu luôn, mày thấy không? Đoạn của mình nghe cũng rối não mà, đúng không? Các bạn nghe lại nè, cho bạn nghe lại đoạn của mình nè. Phong Cận đứng ở đây đó thôi, các mập sát thủ đây. Các bạn nghe thử đoạn của mình nè. Đèn tao đầy bằng chứng minh mày có gan đi. Khi tao còn ở đây, đứa nào dám động tới Sammy. Nếu mày không ngoan đi, honey bị an nguy. Mày chẳng hề oan chi, xứng đáng tới mã nang truy.
Ôi nghe nó rối não thật sự luôn các bạn. Nhưng mà nghe hay mà đúng không? Đấy. Rồi bây giờ sẽ là đến với bác gấu và anh Mr. Dịch mọi người ạ. Là suy nghĩ của mấy thằng trẻ con gái vào là hứng đã cứng ra vẻ ngon. Bọn tao còn bọn cùng em bót vui thế giới bác tay hơi đầu và với mấy thằng đẻ non. Leader hero đâu nước trong hang à. Tính là vì thì chắc trình độ cũng ngang gà. Đã cầm gặp phải gấu một quả chất to à. Giá solo không hay lệ trong mắt còn đang nhỏ. Gấu to gấu khỏe để tao lấy mật. Mất tới giờ chia sâu thấy tật. Gấu bán như là lệ rơi chỉ luôn về với giọng thật. Giải thế giới của gấu đi thi trở thành giải thế giới động vật. cái gì hổn quá giờ Dịch nha, hổn quá giờ Dịch nha. Cái gì đây cái gì mà gấu bắn như là lệ rơi chỉ mua cái gì chỉ luôn phới với giọng thật vậy thôi. Cái gì đây em, không cái câu này mới thấm nè bạn. Giải thế giới có gấu đi thi trở thành giải thế giới động vật phải rồi. Câu này hơi hổn vậy. Dám kêu bác gấu đi thi thuê giải thế giới động vật luôn phải cái nồi. Bác gấu người ta tên là bác gấu thôi chứ người ta không phải là con gấu đâu mà ông kêu người ta đi thi thế giới động vật. Trời ơi, tính ra ông cũng là con vịt mà ta. Wait a minute. Ừ ha. Câu này nó hơi kiểu hơi bóp bản thân. Không, nhưng mà câu này nghe hay vậy ạ. Như là lệ rơi chỉ luôn về với giọng thật. Giải thế giới của gấu đi thi trở thành giải thế giới động vật. Cơ mưu túc trí vì vàng khắc dấu. Yeah. Âm hồn bất tán gọi tên bác gấu. Yeah. Bác streamer được phải biết nghe thấy tên là phải khiếp. Hê tìm tao một mãi mãi lời nguyện chiếc hiếp. Dạ. Lời nguyện chiếc kiếp. Dạ. Lời nguyện chuyện kiếp. Hả. Hả. Ê, khoan. Hình như trong cái này mình thấy có gì ở đây từ từ. Lời nguyện chuyện kiếp. Hả. Simmy lại cười các bạn ạ. Simmy lại cười. Trời là trời. Sao bài rap nào bà cũng cười vậy. Bà quay phim gì ta. Quay phim cái gì của Free Fire ta. Cái phim gì ta. Cái phim gì có thầy giáo báo hồng. Có anh virus đây nè. Bà cũng cười. Cái cảnh đánh nhau bà cũng cười. Rồi cái hero đại chiến Free Fire bà cũng cười. Lúc mà đang đánh nhau bà cũng cười. Còn bây giờ mọi người đang đứng chuẩn bị đánh nhau thì bà cũng cười. Sao mà Simmy cười nhiều vậy Sim. Nhìn nè. Cười nữa nè bạn. Cười hoài. Mình thật sự cười tươi luôn. Ok bạn ơi. Rồi thì vừa rồi là mình đã reaction xong cái gì ta, cái bài rap tên gì quên tiêu gì đại chiến rap hero team và streamer Free Fire mọi người ạ. Thì mấy bạn thấy bài rap này như thế nào? Riêng mình thì mình thấy bài này nghe ổn. Ok thì nó cũng không đến nỗi là hay xuất sắc bạn hiểu không, nhưng mà nghe nó ổn bạn hiểu không, tại vì bọn mình là game thủ mà, bọn mình là streamer mà, chứ bọn mình có phải là rapper đâu mà mình có thể rap hay được như những anh rapper chuyên nghiệp bạn hiểu không. Đấy cho nên là như vậy của mình nghĩ cũng khá là ổn rồi. Thì MV thì cũng khá là đầu tư các bạn. Đấy ok, và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Và nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của tất cả các thành viên của Hero Team đăng ký họ cho mọi người nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video rap, những video reaction lần sau. Tạm biệt, yêu anh em vãi nồi. Bye bye.